Vốn là người yêu thích văn hóa truyền thống của Việt Nam, mới đây đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Crichton Brink đã tự làm bánh trung thu bằng cách kết hợp các nguyên liệu truyền thống của Việt Nam và các nguyên liệu của Mỹ như là kem phô mai và quả Việt quất để kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Đại sứ Daniel Quinton Brick cho biết đây là mùa thu thứ ba ông sống tại Hà Nội và đối với ông đây cũng là khoảng thời gian quyến rũ nhất ở thủ đô. Nhưng năm nay càng đặc biệt hơn khi là năm đánh dấu kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ để làm những chiếc bánh trung thu đặc biệt. Đại sứ Quinton Brick đã tìm một người thợ khắc gỗ ở khu phố cổ Hà Nội để tạo một chiếc khuôn bánh kỷ niệm mối quan hệ Việt-Mỹ 25 năm qua. Đại sứ cho biết, cá nhân ông luôn thích những chiếc bánh cổ truyền, nhưng năm nay, ông quyết định làm chiếc bánh trung thu kết hợp giữa các nguyên liệu truyền thống của Việt Nam với các nguyên liệu của Mỹ như kem phô mai và quả Việt quất. Đại sứ Kristen Brick chúc người dân Việt Nam có một mùa trung thu tốt đẹp cùng với gia đình và bạn bè. Đồng thời, ông cũng gửi thông điệp, năm nay là một năm đặc biệt đối với người dân hai nước. Ông tin rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.